Nga tiếp tục đứng thứ hai thế giới về số lượng máy bay quân sự đang phục vụ. Đó là kết quả của cuộc khảo sát các lực lượng không quân thế giới do tạp chí hàng đầu thế giới Fly International vừa công bố. Theo cuộc khảo sát, tính đến tháng 12 năm 2019, Nga vận hành 4.163 máy bay và trực thăng quân sự thuộc mọi chủng loại, chiếm 8% phi đội toàn cầu và chỉ đứng thứ hai sau Hoa Kỳ. Quốc gia châu Mỹ này có tổng cộng 13.266 máy bay và trực thăng quân sự, tương đương 25% tổng số lượng phi cơ quân sự trên thế giới. Trung Quốc đứng thứ ba với 3.210 máy bay và trực thăng quân sự trong biên chế, chiếm 6% tổng phi đội toàn cầu. So với cuộc khảo sát vào năm ngoái, phi đội quân sự của Nga đã gia tăng đáng kể với 85 máy bay được bổ sung vào biên chế. Trong cùng giai đoạn này, không lực Hoa Kỳ đã giảm bớt 132 máy bay và trực thăng, trong khi Trung Quốc tăng cường năng lực không quân bằng 23 phi cơ. Các chuyên gia của tạp chí Fly International cũng chỉ ra rằng Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập CIS có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong số các máy bay quân sự đang hoạt động. Cụ thể, số máy bay và trực thăng sẵn sàng tác chiến tại khu vực này đã tăng 4%, trong khi con số này không thay đổi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sụt giảm 1% ở Bắc Mỹ. Nghiên cứu cũng tìm thấy, tính đến tháng 12 năm 2019, phi đội máy bay quân sự toàn cầu hiện bao gồm 1.067 chiến đấu cơ Su-27 và Su-30 của Nga, chiếm 7% tổng số phi cơ đang hoạt động trên toàn thế giới. Số máy bay được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu là chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ với 2.280 chiếc đang được sử dụng, chiếm 16% tổng số máy bay quân sự toàn cầu. Chiến đấu cơ F-15 của Hoa Kỳ đứng thứ ba với 949 chiếc đang được sử dụng. Danh sách các máy bay đang được sử dụng nhiều nhất thế giới còn có các chiến đấu cơ MiG-29 của Nga chiếm vị trí thứ 5, máy bay tiêm kích Su-25 đứng thứ 6 và máy bay ném bom Su-24 đứng thứ 9. Về hạng mục máy bay chiến đấu, Nga đứng thứ hai với 1.616 chiếc, chiếm 11% phi đội toàn cầu. Vị trí đầu tiên thuộc về Hoa Kỳ với 2.657 chiếc, tương đương 18% trong tổng số. Còn Trung Quốc đứng thứ ba với 1.603 máy bay, chiếm 11% tổng phi đội.